Vâng, xin chào các bác nhé. Thì nay em lên một siêu phẩm của hãng Rotel được rất là nhiều các bác săn lùng. Con này là Rotel RA1312, khủng long nha các bác, khủng long. Con này size 48, có quai. Rotel là một thương hiệu đến từ châu Âu và con này xuất cho thị trường Nhật, điện 100V nha. Mạch của nó là mạch vàng gold nha các bác, mạch vàng gold phay xước nha, mạch vàng gold. Nên cực kỳ sang. Và âm thanh của em này thì uy lực 550W nha, 550W. Với cấu hình khủng và có hai đồng hồ vô phía trước, đây là volume tổng nha. Em này gíp lo thì cực kỳ phê rồi các bác, âm thanh hay lắm nha, hay lắm. Mạch vàng, tất cả vàng hết, từ nước nút vàng. Và chỉ có cái phần này nó đậm hơn một tí nha, nó để nó nhấn mạnh. Rotel RA1312, âm thanh lo nét đầy đủ hết, bass check. Các bác nấm nút sáng tròn nha. Cao là 17, ngang là 48, sâu là khoảng là 39-38 nữa. Tại vì nó là một âm ly khủng của hãng nha. Những con này hiếm lắm nha các bác. Nhiều bác chơi con này rồi thì hầu như là để dùng. Vì cái cấu hình lớn và cái sự gíp lo của nó rất là dễ. Tiếng hay. Chơi loa châu Âu như là BBK hay là những dòng loa cây hoặc là những dòng loa GB đều đánh rất là tốt các bác. 50 60Hz 550W nha. Bốn cầu điện nha các bác, bốn cầu điện nó trang bị bốn cầu điện này, 100 220 200 240. Mà không biết có chuyển điện bên trong không, tí nữa em cùng các bác cùng xem, mà chắc có, đã ghi là chắc có các bác. Máy đẹp của Ken luôn nha. Con này khủng, bác nào muốn sở hữu thì liên hệ cho em nha. Em đang để các bác là giá là 21 triệu nha. 21 triệu đã bao gồm phí ship, máy đẹp long lanh không tì vết. Sau đây em mời các bác cùng xem cấu hình nội thất bên trong. Em này lên đèn cũng như là ghiếp để trưng bày trong phòng khách. Với những cặp loa khủng thì rất tuyệt vời nha. Như là các bác chơi loa cây của những dòng loa JBL này, BBK, cấu hình lớn, lớn, công suất lớn, các bác chơi con này vừa nghi hay vừa trưng bày. Đây là cấu hình bên trong. Máy là sử dụng 8 con sò sắt lớn nhất các bác, 8 sò sắt nét nha, lớn. Có chuyển cầu điện nha các bác. Nếu các bác muốn xài điện 220 thì bên em vẫn chuyển điện tốt được cho các bác nha. Máy sexy là 7 màu, chạy 2 tụ nguồn, 15.000 UF nha, trong công suất lớn. Máy là sexy 7 màu. Đây là phần công suất của nó chạy là mỗi vế là 8 con sò, 4 con sò nét nha. Tổng là 8 con. Đây. Nó sò nét nha các bác, sò nét nha. Sò nét. Đây là bo mạch âm sắc này, bo mạch âm sắc, bo relay. Sexy là 7 màu nha. Em này công suất khủng và đường cái có đồng hồ vô nữa các bác, nên là mà trưng bày đẹp lắm. Các bác thấy sexy này, ken hết nha. 8 sò sắt 550W nha. Hai bác nào lấy thì alo cho em nha. Một trong dòng âm ly hot của hãng Rotel. Rotel thì em có một con bao hot nữa nha, đó là con bao RB1080 nữa nha. Con nó 16.500.000. Rồi em chính xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào muốn sở hữu sản phẩm nào thì liên hệ trong qua hai số.